anh chồng nâng cục tạ 30 kg và cái kết, anh chồng chỉ vừa mới nâng cục tạ tới thắt lưng thì đã vội thả xuống vì quá nặng, mặc đồ đen trùng khăn nhìn ngầu lắm. Nhưng mà làm ơn qua kia ngồi dùng cái để tôi thể hiện. Cô vợ bước vào nâng lên chỉ phát một, nhìn bà tưởng vậy thôi, ai ngờ bà mạnh dữ.